Rác là thứ bỏ đi, nhưng đối với nhiều hội viên phụ nữ thì đây lại là nguồn thu đáng kể để giúp đỡ những hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình phân loại rác thải, thùng rác thân thiện môi trường giúp đỡ phụ nữ nghèo trên địa bàn phường Mỹ An, quận Hòa Sơn đã đem lại hiệu quả đó. Đều đặn mỗi tháng một lần, các thành viên mô hình phân loại rác thải, thùng rác thân thiện môi trường giúp đỡ phụ nữ nghèo, chi hội phụ nữ 1 An Thượng, phường Mỹ An, quận Hòa Sơn là tập hợp cùng nhau thực hiện thu gom và phân loại rác thải để bán gây quỹ hỗ trợ cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của khu vực. Thì nói chung là tổ thì chi hội luôn duy trì tốt và cứ vào chủ nhật tuần cuối tháng thì bắt đầu là tổ thu gom tập trung. Thì cái nguồn kinh phí mà thu được á, thì tổ đảm bảo một phần an sinh xã hội cho chị em trong tổ. Với hiệu quả bước đầu, mô hình mang ý nghĩa nhân văn này đã được hội phụ nữ phường triển khai sâu rộng tại tất cả các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Đến nay, qua hơn 5 năm hoạt động, mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên, người dân tại cộng đồng, với nguồn kinh phí thu được trên 90 triệu đồng mỗi năm. Từ đó, hỗ trợ tiền phương tiện sinh kế cho các trường hợp hội viên, phụ nữ khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiệu quả có sức lan tỏa rất là rộng đến hội viên phụ nữ trên toàn phường và đã cố gắng làm sao đảm bảo được 100% các hộ gia đình của hội viên phụ nữ đạt tiêu chí ba sạch và từ 80 đến 90% hộ gia đình đạt tiêu chí 5-0 để hướng đến thực hiện tốt các cuộc vận động 5-0 ba sạch của trung ương hội. Mô hình phân loại rác thải, thùng rác thân thiện môi trường giúp đỡ phụ nữ nghèo đã và đang được các cấp hội phụ nữ phường Mỹ An nỗ lực thực hiện với mong muốn có thật nhiều hội viên khó khăn được giúp đỡ, cùng với đó là góp phần xây dựng môi trường sống trong lành tại khu dân cư.